Đây cả nhà ơi, mình đã có mặt ở quê, mình nhào liền ra vườn. Mình thấy cái đám mà rau dấp cá của bố mình này tốt kinh khủng, là tốt, non mỡ màng luôn các bạn ạ. Giờ mình sẽ hái một ít để mình xay và uống cái nước rau dấp cá này thì nó rất là mát, mặc dù nó rất là khó uống. Nhưng mà nếu mà tốt, nếu mà là thuốc thì chúng ta nên uống đúng không? Bây giờ mình sẽ hái. Chi chít luôn các bạn ơi, non tớt, mê tính quá các bạn ạ. Non mỡ màng, chị có hái ở trong đi làm á, mỗi lần mà mua thì được một nhũ, ăn cả gốc cả rễ. Còn cái này mình chỉ có hái ngọt các bạn ơi. Quá trời ngon luôn, mê quá à, mình mê lắm luôn ạ. Hái rồi. Chà ơi, mình hái này, mình tham sợ luôn ạ. Làm một thau của chà bá luôn. Hái sướng tay quá mà. Hái đúng một thau, một rổ chà bá luôn. Xong bây giờ mình mang vào mình rửa sạch nha các bạn. Lại cho cát hay là bụi ấy, ra đấy. Xong sau đó là mình ngâm nước muối các bạn. Nước muối biển vào mình ngâm. Mình ngâm khoảng 15 phút để cho nó, tại cái này là mình xay ra mình sống các bạn. Mình ngâm ra để cho nó sạch. Sau đó là mình sẽ vớt ra để ráo. Rồi cả nhà ơi, cả nhà ơi, mình đã rửa xong, ngâm nước muối xong. Bây giờ mình vớt ra rổ và để cho ráo nước nhá. Rồi mình chuẩn bị khâu tiếp theo là đi xay rau dấp cá. Cái rau dấp cá này này mình sẽ sắt cho nó nhỏ nhỏ ra, xong là mình bỏ một cái lượng vừa phải vào trong cái máy xay sinh tố rồi các bạn. Cái máy này cũ xì rồi các bạn ơi, mua mấy năm rồi có xay được hay không nữa đây. Xong bây giờ mình sẽ lắp lại và mình xay nhé các bạn ơi. Non tớt ngon chưa? Mình cho một chút xíu nước vào các bạn. Cho một chút xíu nước vào để cho nó dễ xay ấy. Một xíu thôi. Giờ mình sẽ đi xay nhá. Cây rổ rau của chà bá đó, mình chia làm hai mẻ và đây là cái mẻ đầu tiên. Mình cho thêm một chút xíu nước vào nhé các bạn. Mình xay ra như thế này này, được như đây này. Xong bây giờ mình sẽ lấy cái lọc á để mình rây, mình chỉ lấy nước thôi, còn cái của nó thì mình bỏ cho gà ăn các bạn. Mọi người nhìn này, mình đã thu hoạch được một tô nước rau dấp cá. Cái này cũng không hẳn là nước cốt của nó các bạn, mà cái máy do quá trình là máy nó cũ quá đấy, mình phải đổ một ít nước lọc rồi để mình xay. Một rổ rau má, à quên, xin lỗi các bạn, một rổ rau dấp cá mà được một tô như thế này này các bạn, khoảng hơn nửa lít nước. Rồi bây giờ cái nước này chút xíu nữa là mình sẽ cho một con nít nó uống ấy, nên là mình sẽ pha đường vô, mình dồn chai và tí nữa mình sẽ bắt mỗi đứa uống một ít cho bố uống mẹ uống luôn các bạn ạ. Nó thì không mấy dễ chịu đối với những người mà không thích ấy. Thì cái rau dấp cá này nó có mùi tanh tanh các bạn ạ. Nhưng mà mình ngộ lắm, cái gì mà nói là tốt cho sức khỏe hoặc là đẹp da cái gì đó nó mình khoái.